Xin chào bà con nhé. Hôm nay tôi giới thiệu các bạn cái kính hiển vi dùng để trong quá trình soi tinh lợn nhé. Có màn hình, loại có màn hình các bạn nhé. Bà con nó dễ để có thể là đây là quyển sách hướng dẫn nhé. Đây là cái sốt bảo vệ và có nó kính màn hình nó vẫn cho chúng ta hai cái mắt kính để nhìn thủ công nhé, nhìn bằng mắt luôn. Đây. Và 10x và 16x cũng như đúng như cái kính theo màn hình. Đây là cái màn hình, đây, đây là màn hình nhé, các bạn nhé. Đấy, về là tí hướng dẫn lắp luôn. Đây là cái dây kết nối các bạn nhé. Đây là cục sạc, cục tiếp điện nam kính các bạn nhé. Và nên bây giờ nhân vật chính là cái kính màn hình của chúng ta, kính đây. Nếu bạn nào mà không có cái tủ đựng kính như tôi này thì lúc nào phải chụp cái tủ bóng này nha các bạn nha, chống bụng. Đây là cái kính các bạn nha. Bắt đầu hướng dẫn kết nối các bạn nha. Mình đầu tiên là ta đặt cái màn hình vào đây. Đó, bỏ cái nắp này ra, chống bụi này ra, đặt được cái màn hình vào đây, quay hướng nào cũng được các bạn nhé. Cái nào hướng nào tiện nhất cho chúng ta thì chúng ta đặt đấy. Quay gần vào đây để cho bà con xem này. Đây nó có hai đầu thế này nhá các bạn nhá. Cắm một đầu vào đây và một đầu vào đây, tiếp điện cho máy và màn hình. Đấy, như thế thôi nhá. Hai là bắt đầu đến cái cục sạc này. Đây. Cục sạc này là đây, một đầu cắm đây. Đấy, để cho tiếp điện cho đây các bạn nhé, tiếp điện cho máy và tiếp điện cho màn hình. Còn cái này cắm vào điện 220 nhé các bạn nhé. Đây, cắm cho điện 220 các bạn. Đấy, như này nào đã ổn rồi các bạn nhé. Đấy, màn hình sáng ở đây các bạn này. Bật công đấy. Đấy, lấy sáng này. Đấy, và chúng ta có thể là điều chỉnh cái dưới này, cái mặt dưới này nha các bạn nhé, cái dưới này này, để cho lấy sáng là phù hợp so với từng loại mẫu phẩm nhé. Có nghĩa là có thể soi tinh hoặc là soi cái gì đó để chúng ta phù hợp. Thế sau đây tôi soi luôn cho các bạn xem. Đây, kính hiển vi thì lúc nào phải có nam kính này, có cái giấy chống ẩm này các bạn nhé. Đấy, bây giờ tôi lấy tinh tôi soi luôn. Đây, tinh thì được bảo quản trong cái cốc này, vừa khai thác xong, xong rồi ta đóng rồi chúng ta sẽ cho vào tủ bảo ôn. Dùng cái đũa này, cái đũa hoặc là cái nhiệt kế, thủy kế. Chúng ta chỉ cần nhấn chấm nhẹ một cái thôi, đừng để nó vào nhiều quá, nước sẽ cái dịch nó sẽ chảy. Đấy, quay sát lại thế nào. Đấy, đây nha. Đấy, chỉ như này thôi các bạn nha, đặt vào đây. Đấy, như thế này là đã có rồi này các bạn này. Đấy, nhìn rõ rồi đây này, vẫn này các bạn thấy chưa, nhìn rõ rồi. Sau khi dùng xong thì chúng ta vệ sinh sạch sẽ,
cất đi. Đó. Video đến đây là kết thúc nha. Bạn nào thấy hay nhớ like và share.